Xin chào các bạn, trên tay mình hiện tại đang là chiếc máy đọc sách Amazon Kindle Maxim 1 và mình đã dùng nó được khoảng 2 tháng nay và nó đã thay đổi hoàn toàn quan điểm của mình về máy đọc sách. Trước kia thì mình không thích máy đọc sách, mình cho rằng là cầm quyển sách trên tay thì nó mới có cảm xúc, nó mới hay. Mình mua rất nhiều sách luôn, sách một giá sách trên này này. Nhiều. Bướm đêm, chuyện cổ Grimm luôn. Đấy, không phải là giả vờ, không phải nói mồm nha. Rất nhiều sách, nặng nữa. Đây, bộ này là bộ Tam Quốc, nặng lên phải 2-3 cân gì đấy. Wow. Đấy, rất nhiều sách. Nhưng mà mình không đọc. Một giá sách như này, thậm chí là cố tình cầm sách bỏ vào ba túi, bỏ ba lô để đi tiện lúc nào thì đọc cũng đấy, nhưng hoàn toàn không đọc. Bởi vì nó rất là nặng, rất là vướng, nó dày như thế này cơ mà. Mà mình chỉ cần rút một quyển thôi các bạn, thì nhìn đây, cầm đọc thì phải ngồi đấy, thẳng thắn lên mà đọc. Đấy. Đấy. Và chưa kể là nước rồi ướt nữa. Chỉ đọc ở nhà thôi, cầm đi nhăn hết cả sách luôn, cất đi. Quyển này mua mới rồi này, chưa cả quan mép, chưa cả giờ luôn. Mua rất nhiều sách, thậm chí đây này, mình lấy cho một vài quyển sách còn nguyên tem luôn để khoe là mình mua rất nhiều sách. Sách nha, nguyên bao ni lông này, bọc giấy bọc này, chưa cái bọc này. Tại sao mình lại chưa đọc? Tại sao mình chưa đọc? Bởi vì vướng mà không thời gian. Đó cũng là lý do, nhiều người nói rằng đó là lý do. Mình cũng nghĩ rằng là sách thì mua sách này đọc cho nó sướng, đọc cho nó cảm xúc, nhưng thực sự là mình không thể đọc. Cái cuộc sống, công việc người ta đã cuốn đi, cầm cái sách này để nó lôi ra mà đọc được cũng rất là khó khăn. Và nhưng mà từ lúc mình cầm quyển này, 2 tháng nay cầm quyển này thì mình đã đọc hết khoảng 7 quyển sách. 7 quyển sách mỗi quyển tầm cỡ này. Đây, mở một quyển này ra. Quyển tầm này là bao trang? 500 trang. 7 quyển sách 500 trang trong vòng 2 tháng. Khá hơn rất là nhiều rồi, có thể mình đọc không biết là nhiều hay ít cho mọi người. Nhưng mình mua cái giá sách này với hơn 1 năm, 2 năm nay mà mình không hề đọc một quyển nào. Từ lúc có quyển này mình đọc 7 quyển, 2 tháng 7 quyển, nó là một thành tích khá lớn đối với mình. Thế thì đấy chính là cái giá trị mình nhận được từ quyển sách điện tử này. Mặc dù là nó không đem lại cho mình cảm xúc về giấy, về dở từng trang giấy, về mùi sách, về nọ kia, sâu đít nọ kia, nhưng quan trọng là mình đọc được sách. Nó, và bây giờ mình sẽ chia sẻ với các bạn những cái gì hay của sách này. Nhất là nó rất là nhẹ, nó nhẹ nhé. Thứ hai là pin của nó là thế, một tháng chưa làm sạc, thế là mình đọc ít mà. Đây, sitting 74 và 30%, 74 và 30%. Cái này là 34% này, cái này là còn 74%. Hít vào thành cái cover rất là tiện. Đấy. Và công nghệ màn hình của cái này là công nghệ màn hình giấy e-ink. Nó khác hẳn với công nghệ LCD hay là nọ kia gì AMOLED thế này nhá. Cái này đang hết pin này. Đấy, ví dụ mình đọc sách bằng này nhá, nó tiện thật, nó phải đọc điện thoại thôi. Nhưng mà thì hết pin rất là nhanh, on screen được tầm 4 tiếng, cùng lắm là từ một xịn lắm mới mua thì được 5 tiếng. On screen chưa kể gọi điện rồi các thứ, lướt Facebook, vì mình đọc sách như thế này á, thi thoảng lại bụng bụng cái tin nhắn lên là mất tập trung ngay. Chưa kể hết pin liên tục có thể cắm sạc này. Đấy. Mà thứ tiếp nữa là cái này ấy, nó là ánh sáng xanh rất hại mắt nhé. Trong khi màn hình e-ink này là công nghệ màn hình giấy, rất dịu nhẹ cho mắt. Không, nó có phiên bản rẻ nhất, cái quyển này, cái loại này có phiên bản rẻ nhất là không có đèn nền ấy, thì nó không khác sách giấy cả. Tắt đèn là tắt chữ luôn, khỏi đọc. Đấy, nhưng mà phiên bản của mình mua là phiên bản Oxy 1, cũng là khá là cao cấp, nó là flagship nhưng của cách đây 4 năm rồi. Thì nó có đèn nền. Đây. Đèn nền của nó bật hay không thôi, còn không bật thì nó vẫn như là cái loại không đèn nền thôi. Bật này. Đấy. Đèn nền của nó tương tự như đèn đọc sách bình thường nhé. Thì nó thì hay cho đèn đọc sách cơ. Tăng lên này. Bây giờ mình sẽ giảm đi. Đấy. Tắt hết đi, hầu như mình tắt hết đi này. Nếu ví dụ mình ngồi, mình ở chỗ mình ngồi với đèn đọc sách ấy, hoặc là ban ngày ấy, hầu như mình tắt hết đi như này. Rồi mình đọc bằng đèn đọc sách như thế này này. Đấy. Rất là hay. Còn không thì không đèn nó trống trơ luôn nhé. Nó trơ luôn như một cái tờ giấy bình thường. Còn mình phải dùng đèn đọc sách như này này, hạ xuống đọc sách. Đấy. Thì nó không hề hại cho mắt, mà đọc không bị mỏi mắt, không phải lo về pin, không phải lo về các tin nhắn làm phiền email rồi tin nhắn chat chít với không có bạn lắm, nhưng mà nó làm phiền mình. Thì khi mình đọc sách thì mình cái này thôi.
Tiếp theo nó rất là nhẹ và nó gọn. Đây các bạn xem nhé, nó chỉ cả cover luôn. Nó chỉ dày khoảng bằng một cái iPhone. Đây, bằng một cái iPhone. Và nó to hơn iPhone một chút xíu về bề ngang. Nó to hơn iPhone một chút xíu về ngang. Bề dọc thì nó ngắn hơn iPhone. Đây là iPhone 7 Plus. Đấy, nó chỉ dày khoảng này thôi. Và mình hoàn toàn có thể nhét nó vào túi quần để cầm đi khắp mọi nơi. Cầm đi khắp mọi nơi nha. Và bình thường thì mình có thể nhét vào trong cái laptop, trong ba lô rất là gọn gàng. Nó chỉ tương đương với điện thoại thôi mà. Mình không nhét túi quần thì nhét ba lô, túi sách, những cái túi mà đeo chéo này, hoặc là túi mình laptop thì mình nhét túi laptop nó rất là mỏng. Nhét vào rất là nhẹ, tổng trọng lượng không đến 200g, kể cả cover. Đấy, thế là mình có thể mang đi khắp mọi nơi. Bất cứ lúc nào mình ngồi chờ đá hay mình ngồi đợi một cái gì đấy, mình có thể lôi sách vào, hoặc là vừa ăn cơm, lôi sách vào. Mà không cần dùng điện thoại. Thế là chính ra tiết kiệm pin điện thoại nha các bạn. Điện thoại các bạn nhưng của mình là hầu như ngày nào dùng trung bình là không bao giờ hết pin. Về nhà phải còn tầm 3%. Hôm nay dùng hơi nhiều còn nên còn giờ này còn 10%. Đấy. Chứ còn nếu như mà không có con này ấy, thì con này một ngày phải hết sạc 2 lần. Đấy, chưa kể dùng nhiều mà nó không có tác dụng đọc sách luôn. Đọc sách rất tập trung rồi đúng không? Đấy, mỏng nhẹ, màn hình dễ chịu, dễ nhìn, không hại mắt. Và bộ nhớ của nó là 4GB, chứa được khoảng cỡ mỗi quyển sách như thế này. Nó rơi vào khoảng tầm gần 1 MB. 4GB như này nó rơi vào 4.000 quyển đầu sách. 4.000 đầu sách trong quyển này nha các bạn. 4.000 đầu sách trong quyển này. Trong khi chỗ này mình mua 100 quyển. Khá là tốn tiền. Trong khi sách ở đây thì cái bản này á, mình đặc điểm là mình nói luôn là bản Oxy 1 này nó có giá khoảng 3,5 triệu mới keng, hàng sách tay nước ngoài và bị blacklist. Là sao blacklist? Có nghĩa là bạn không thể vào Amazon mua sách được. Thường thường nó có kho Amazon Store như kiểu mình cài ứng dụng ấy, thì mình chỉ cần vào mình tải sách là được, mình mua sách đấy. Nhưng mà thường thường ở Việt Nam mình ấy thì sẽ không mua sách, bởi vì là nó thứ nhất là tiếng Anh, thứ hai là không thích mua, cho nên là sẽ lên mạng copy tải sách chuẩn PSD này, BDS này, Amazon VK3 thì đấy, đại khái PUB này, PUB Mobile này, không phải Oxy đâu nhá, PUB PUG Mobile đấy, copy vào đây, chỉ cần cắm cái này vào trong máy tính, copy paste vào đây, copy từ máy tính paste vào đây, phát là có sách luôn, rất easy luôn. Đấy, còn cái việc mà các bạn, nếu như các bạn muốn mua bản không blacklist thì cũng được thôi, nhưng đấy là nếu các bạn đọc sách tiếng Anh. Còn một cái hay nữa là nếu các bạn đọc sách tiếng Anh nhá, thì ở đây nó có từ điển này. Các bạn từ này, ví dụ các bạn đọc nó không nhớ từ này từ gì á, bấm vào nó sẽ dịch nghĩa cho các bạn luôn. Nó từ điển luôn mà, thế là rất tiện cho mình trong việc đọc sách tiếng Anh. Về thiết kế nhá. Thiết kế thì nó cái cover nó là vừa khít với luôn với cả cái pin này. Này, bạn nhìn này. Hít vào này. Đấy, nó rất là nhẹ này, cầm này, mình có thể nhìn cầm này, vô cùng nhẹ nhàng. Nó có hai nút đây là chuyển trang và nick trang. Đấy, và đồng thời cũng là cái chỗ để mình kê tay, mình cầm như này, mình cầm như này, mình đọc. Đấy, bạn nhìn thấy không ạ? Cầm như này mình đọc, bấm này, bấm lên, bấm xuống này, đó. Và khi mình chuyển tay này, đấy rất là hay, cái bảng luôn ở bên cái tay mình cầm, mình xoay lại thôi. Tất nhiên là màn hình nó phải xoay lại như cái màn hình rồi, nó sẽ cảm biến chứ, nó phải xoay đi xoay lại chứ. Rất là tiện. Đấy, cầm rất là nhẹ, cầm đọc sách này, nhẹ nhàng, nằm đọc, ngồi thẳng lưng đọc, muốn làm gì cũng được. Cũng có công cụ nốt luôn nhé. Đấy. Chứ không phải như sách giấy là bây giờ quyển này mà nằm quyển, ví dụ như quyển dày hơn đi, quyển dày hơn dưới này mà nằm đọc thì nó rơi vào mặt cái chết. Cái này cũng rơi vào mặt đấy, nhưng mà nhẹ hơn nhiều. Với cả là đồi bản Oxy 2 ấy, nó có chống nước. Và cái đọc truyện Doraemon rất hay nha. Đấy, nó có chuyện, nó có đọc được cả chuyện đồ truyện tranh. Tất nhiên rồi, chỉ cần có thư viện thì cái này cộng đồng chia sẻ rất là nhiều, các bạn đừng lo là không tải được. Lên mạng search sách gì của máy gì có hết à. Đây là mình tìm Doraemon mình đọc. Đây là bản Oxy 1 thì màn hình nó bé, màn Oxy 2 màn hình to hơn một chút, nó có chống nước. Các bạn nhìn đó, đây là Doraemon. Các bạn nhìn rất là vừa vặn, đọc cũng được. Con nói gì thế, mẹ chỉ muốn hỏi xem các con có thấy túi sách của mẹ đâu không. Con sẽ đưa nó đi ngay lập tức mà. Đấy, rất phù hợp cho bạn đọc sách, mình có lấy Doraemon đọc.
vui vui là phù hợp luôn đấy. Gọn nhẹ. Cover pin này đồng thời vừa che màn hình và vừa đóng vai trò là cung cấp pin cho nó mãi không hết, tháng này chưa thèm sạc rồi đấy. Nếu bạn nào muốn mua bản thường á, bản không đắt ít nó rơi khoảng tầm đắt hơn 1 triệu thì sẽ có bản thường và mình sẽ vào Amazon thấy như bình thường. Và bạn nào muốn mua bản này thì mình sẽ để cái link bên dưới ấy. Các bạn liên hệ với cái ông bản bán cái này của mình xem còn hàng không, vì gần như là hết rất nhanh. Cũng một lô này về Blacklist để về 20 con chỉ trong 3 ngày là bay, dình mãi mới vô được một con, xong rồi đợt trước đặt hàng không có rồi. Nếu bạn nào muốn mua con này thì xem link bên dưới và đặt hàng trước nhé. Tóm lại này, nhỏ gọn nhẹ, mang đi khắp mọi nơi được, bỏ túi quần được, 4.000 đầu sách, có cả truyện tranh, truyện tiếng Việt, copy đơn giản, bỏ vào đọc, thu phóng phông chữ, vô tư, chữ mà mắt ai kèm nhèm quá thì cần bấm vào, sau đó là vuốt vuốt hai ngón này, vuốt này, đấy, to ra này, cộng cộng trừ phông chữ này, đấy, phông thu to này, đấy, nó có thể to to nữa này, các nhìn thấy không ạ, to đùng luôn, không, đấy. Và rất và đặc biệt là giá rẻ hơn việc mua 4.000 cuốn sách rất là nhiều, đọc đủ thứ, không hại mắt và không mất tập trung, tiện lợi cho người đọc sách. Thì theo các bạn nó hay là đọc sách giấy không? Tất nhiên là mình thì có nhiều bạn cứ nói đọc sách giấy nó cảm xúc hơn thì mình cũng nhận như thế, nhưng mà thi thoảng, nhưng mà hầu như là đối với công việc của mình hiện tại thì cảm xúc đấy nó không đem lại cho mình việc mình đọc sách, bởi vì là nó gây bất tiện, mua mấy cả trăm quyển xong rồi cho hết xong rồi chả mấy khi đọc đến nơi, trong khi với cái này 2 tháng nay mình đọc được 7 quyển 800 trang khá là nhiều ấy chứ, đúng không? Đấy, thế theo các bạn có đáng mua, nếu bạn nào mà thấy thử muốn trải nghiệm có thể liên hệ với ông mình đặt link đấy, đến đấy xong rồi đó bạn thử đọc thử xem. Và nếu thích thì đặt hàng nhé, không có sẵn lắm đâu. Nếu các bạn mua mới thì chắc là có sẵn. Và hiện tại thì Việt Nam có khá là nhiều hãng đấy. Ngoài Amazon ra thì còn có cái gì Bamboo, quên rồi. Đại khái là các bạn search sách điện tử ra rất nhiều. Nó rơi vào khoảng tầm 8 triệu trung bình. Có những quả rẻ hơn, rẻ nhất của Kaido là nó rơi vào khoảng tầm 1 triệu rưỡi đến 2 triệu. Còn bản của mình là Axie 1 là gần như là bản flagship nhưng mà nó đọc 4 năm trước. Còn Axie 2, Axie 3 bây giờ nó rơi vào mấy triệu, 10 triệu, tầm 8 đến 10 triệu rồi. Thì đối với mình con này là thấy là khá ok. Thế rồi, xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau nhé.